Khám phá nhà pha lớn thứ hai Vịnh Bắc Bộ, Gác Go. Để vào đây thì chúng ta cần phải mua vé trước. Sau đó khi vào bên trong nhà phao sẽ có chỗ để giày dép gọn gàng dành cho mọi người. Đi chơi thì phải rủ cả team quậy mới đã. Các bạn nhân viên ở đây thì cực kỳ nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ tụi mình từ A tới Á. Vào đây lúc nào cũng náo nhiệt, y như được thu nhỏ trở về tuổi thơ vậy. Tha hồ nhún nhảy xả stress. Trò chơi ở đây cũng nhiều quá trời. Phải cùng đứa bạn thử cầu trượt từ trên cao, leo núi hay là ném bóng rổ. Có cả khu nghỉ dưỡng dành cho các bạn chơi mệt nữa, quá là tâm lý luôn. Còn không thì mình nằm nghỉ ngay giữa nhà pha, nhưng có được nghỉ ngơi hay không thì chắc là không rồi. Trẻ em hay người lớn thì đều có thể vào đây chơi được hết, nhưng giới hạn là phải trên 1m2 nha. Đến ngay Helio Center để